Gần đây, Chelsea sớm giành lợi thế, giành quyền dự chung kết Carabao Cup sau khi đánh bại Tottenham ở trận bán kết lượt đi. Sức ép liên tục từ đội chủ nhà Chelsea khiến các hậu vệ của Tottenham tỏ ra vô cùng lúng túng. Trong đó có một pha phản lưới nhà hy hữu. Cụ thể, phút 34, sau một nỗ lực phá bóng từ quả tạt của đối thủ, Tanganga đánh đầu đập trúng đồng đội Ben Davis bay vào lưới trước sự bất lực của Loris. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhớ nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Trong danh sách những tội danh nặng nhất của môn thể thao vua, có lẽ phản lưới nhà là đứng chễm chệ hàng đầu. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những tội đồ trong giới quần đùi áo số qua video những pha đốt lưới nhà lộ liễu không thể nào lý giải ngay và luôn các bạn nhé. Mấy ông này nặng tội lắm đây này, lên đường thôi nào. Mặc dù đã phi cả người ra để mà lấy thịt đè người đối thủ, nhưng tương đó là không thể ngăn cản Isco ghi bàn được. Chúc anh thủ môn may mắn lần sau. Phá bóng mà được đồng đội bóp đắc lực thế này, bảo sao gương mặt của Tanganga lại toát lên vẻ buồn phiền não nề đến vậy. Đốt lưới nhà luôn mà, chết dở luôn. Có mấy khi được chứng kiến trực tiếp Lionel Messi chọc khe kiến tạo, thôi thì làm quả phản lưới nhà để thể hiện sự ngưỡng mộ với cựu sao Barcelona nào. Mình thì cố gắng giữ khung thành bằng mọi giá lăn lộn các thứ rồi, xong đồng đội thản nhiên đốt lưới, nghĩ có tức không cơ chứ. Một sự giật mình ngoài kế hoạch của anh chàng Garden đã mang lại niềm vui vô bờ bến cho đối thủ. Cái tay hư hỏng kia vừa làm gì mà thốn dữ vậy anh bạn? Để bình thường đi thì đâu đến nổi, đây còn nhảy lên để mà tạo dáng nữa, rồi bóng nằm gọn trong lưới rồi đó, vừa lòng anh dai chưa? Thánh Phil Jones lại bật chế độ bóp tim rồi đấy. Đánh đầu hiểm hóc đến độ lừa cả thủ môn đội nhà thì sao mà đỡ được, lại thành chủ đề troll cho cộng đồng mạng mất thôi Phil Jones ơi. Tiếp tục lại là Phil Jones với chương trình một chân đá bay gôn nhà các bác à, ảo thật đấy. Khi bị đối thủ áp sát với cường độ cao như vậy, truyền về cho thủ môn là một phương án không tồi. Cơ mà với tình huống phối hợp không ăn ý với nhau như thế này, đường truyền về đó thực sự là một thảm họa. Phi thân như một vị thần, xong rồi cuối cùng lại đấm luôn bóng vào lưới nhà. Ủa anh, rốt cuộc chuyện này là sao? Cảm giác tình huống dễ thế này mà đội bạn cũng không thể ghi bàn, bực mình tự đánh đầu phản lưới cho nhanh, vội lắm rồi, việc gì cũng đến tay. Đối mặt với thủ môn đội tôi rồi mà cũng không thể chiến thắng sao? Thôi ông đứng yên đấy, để tôi làm mẫu cho biết thế nào là cách chuẩn xác nhất đưa bóng vào lưới đây này, nghĩ nó tức. Mang tiếng đồng đội vào sinh ra tử biết bao trận chiến với nhau, thế mà nỡ lòng nào lại tống thẳng bóng vào mặt tôi, rồi biến tôi luôn thành tội đồ như vậy, giỏi lắm đấy. Anh em mà cứ phối hợp đốt lưới nhuần nhuyễn thế này, chả mấy chốc mà đội bóng mình xuống hạng thôi. Ôi hoàng đế xanh xanh cờ 04 một thời bá đạo của Bundesliga, giờ đang trôi dạt nơi đâu. Thôi thì người ta đã gánh còng lưng Man United nhiều lắm rồi, lâu lâu cho mắc chút sai lầm thì có sao. David De Gea, không sao anh, cứ quên pha bóp tim này đi thôi, mọi người cũng quên nhanh nhanh nha. Trước khi rời Real Madrid vẫn kịp phản lưới một nháy như vậy mới gọi là chí mạng chứ Varane. Mặc ông thầy Zidane kiểu chán luôn, phải bán tên này gấp thôi. Hugo Lloris cũng đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà trung vệ kỳ cựu cỡ Toby Alderweireld mà cũng phải phản lưới nhà nữa. Hàng thủ Tottenham Hotspur biết phải làm sao để mà cứu.
bị đối phương áp sát dữ quá, giật mình đá mạnh về gôn nhà. Thế là chúng ta đã có hẳn một siêu phẩm đốt lưới nhà. Mà kể cũng lạ, tại sao có những ngôi sao bình thường sút không hay, nhưng mà cứ nhắm vào gôn mình thì lại chuẩn xác đến từng ly, ảo thực đấy. Khống chế bóng như thế này là dở lắm luôn Courtois à, mà càng nổi tiếng thì mắc sai lầm càng dễ ăn trôn nha. Nước đi này sai rồi anh Zai. Cú phá bóng này của Vincent Kompany ảo lắm, nó bay thành một quỹ đạo khó đoán và nằm gọn trong lưới Man City luôn mà. Ôi cái gương mặt và con người gánh tim ấy, tại sao đồng đội lại nỡ đối xử với Bale như vậy? Đánh giá cái đòn sát thương này mà ngôi sao xứ Wales nhận phải đau cả về thể xác lẫn tinh thần nha. Chứng minh Vidal khi mất tập trung là cũng đốt lưới nhà khác lắm. Ông anh gõ quả đầu mạnh thế này thì đồng đội sao mà đỡ được. Cả này xin thua, Vidal là nhất. Tuyển được hai diễn viên áo trắng tấu hài cho rồi mà vẫn không ghi bàn được, tức mình gọi thêm một bàn diễn nữa. Đấy, phải tống cho ba thanh niên vào vài đối thủ phản lưới thì mới có được bàn thắng. Nghĩ mà mệt mỏi chưa anh hai? Ôi đau cái mặt. Này này, người ta vào vai kẻ bị hại đấy, chứ không cố tình phản lưới nhà đâu nha. Anh em phải công tư phân minh nha. Úi là trời, phản lưới mà sao dứt điểm dứt khoát như vậy. Đàn ông là phải thẳng thắn thế mới gắt chứ. Mỗi tội là sợ đêm nay nhà thanh niên này sáng nhất Lyon mất thôi. Đứng trước một quả tạt tưởng như không có gì nguy hiểm, thế nhưng với sự trợ giúp đắc lực của cả thủ môn lẫn hậu vệ đội bạn, vậy thì thôi, cho mình xin bàn thắng nha. Cũng không trách Fabinho trong pha bóng này, cơ mà Jack Grealish đã sút quả IQ vô cực quá, vô tình biến tiền vệ Brazil thành tội đồ mất tiêu rồi. Vừa rồi là những pha đốt lưới nhà vô cùng lộ liễu và khó đỡ của các ngôi sao bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.